Ok, và xin chào tất cả các bạn đã trở lại kênh Jenny của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi cái trò Rope Hero, tức là anh hùng dây thừng đấy. Thì hôm nay thì nhiệm vụ của mình sẽ đi, mình sẽ nổ biến ở một cái quán bar. Mình sẽ giết tất cả những người mà đang ở trong ấy. Ở trong đấy có cả quân đội nhá, cả công an, nhưng mà mình không sợ muỗi mà. Giờ mình đang hành hại thằng này á. Mỗi lần thì mình phải sử dụng xe tăng hoặc là máy bay trực thăng, nhưng hôm nay mình sẽ chết rồi, bị thằng đầu chọc nó bắn. Không sao. Từ từ mình nâng cấp mình á. Không được. Quay cho bé tiếng để anh quay video. Tăng Hammer hát gì nhỉ? Ui dồi ôi, đây là hậu quả việc đi ngược chiều các bạn. Xuống xe hành mượn. Ủa ơi chị ơi, từ từ thôi, làm gì căng ấy. Ủa, con gái trong này mà căng thế. Các bạn nhìn khả năng đi lùi của mình ấy. Sa? Tuổi lồn mà bắn anh nhá. Chú. Đi nổ biến mình sẽ sử dụng vũ khí mình. Kiếm ít tiền à. Tay trắng vào quán bar không hay. Ok. Rồi, công an đâu ấy? Chạy run away. Chết. Chú cần tem với cháu không? Dạ chào chú ạ. Chú ăn đòn. Chết rồi. Ôi. Chết mình quá. Chạy đi thật xa. Thằng này đâu à? À. Cô cho bé tiếng nào. Đi công an, mình là công an đi đến đây luôn. À, sợ có công an rồi. Sợ bài đấy. Sợ quá. Được rồi, tao mày đứng ngay chơi. Vào đâu? Mày gì hả? Mày hả? Hừ. Công an đến đấy. Đây là quán bar. Được rồi. Và bây giờ nhiệm vụ đầu tiên. Sao lag vậy? Nhiệm vụ đầu tiên chúng ta bây giờ phải đi đập hai cái thằng con quan này. Thằng ôm con này đúng không? Ôi đây, tao bảo. Chưa đó đâu. Thằng này nữa. Bé con mà đã đi quán bar này hả? Tặng mày một cái.
Bé tí mà đòi đi quán bar. Cho mày chết đấy. Quên, vừa lấy mãi quay video khóa, em chào anh Hào đội phố nhá. Được rồi, bây giờ mình sẽ xử từng thằng một này, cũng đúng ở quán bar luôn. Nhìn này, đẹp không? Bố chú bộ đội em sexy này. Được rồi, kế hoạch của mình là đây. Rồi mình sẽ trèo lên cái tầng 2 của quán bar này. Bây giờ mình sẽ bắn này xuống. Đấy, trúng đứa nào. Rồi. Mình sẽ thử bay lên này. Không bay được. Đẹp thế. Toàn bọn say với cả điên đi. Chết rồi. Có gì đó không ổn rồi. Ừ đúng rồi, có gì đó không ổn rồi. Đã. Các bạn chờ mình tí nhá. Ok. Xin lỗi vừa vì mẹ mình vừa gọi nhá. Bây giờ mình sẽ đi xử cho đúng luật giang hồ luôn. Rồi. Quán bar sắp xong rồi. Thế đâu anh? Chào anh ạ. Đảo nào. Anh xin tươi ra đây anh bảo. Thằng Yên Thái à? Bên D. Hừ thằng. Ok con này, ok con này. Đó. Đá em này không được là sao? Mày ra đây em ạ. Mình phải đánh nhau con gái vậy. Yes, quán bar này đã bị mình phá hoại. Bây giờ thì đẹp nhở. Anh Hà Nội phố ấy, để bây giờ em sẽ quay về cái game có tên là Truck Simulator USA. Cái trò cũng nói về lái xe anh ạ. Trò cũng hay phết, bởi vì là nó là simulator, tức là mô phỏng ấy. Rất là hay. Ok. Bây giờ mình sẽ đi ra chỗ cái gì nhỉ? Bộ đội. Ra chỗ bộ đội. Quẩy nát thành phố nọ. Và video bên kết thúc lại đây nhá các bạn. Đây vậy các bạn. Em anh Hà Nội phố ạ.